Các chị em ơi, ngày hôm nay thì em sẽ đập hộp bảo bối viên đặt phụ khoa phu thê viên mãn cho các chị em nhé. Đây chính là cái bảo bối giúp cho các chị em đặt vào là sẽ khít khình khịt luôn, và nước nôi thì trôi giường, mà cô bé thì trở nên hồng thơm khít, trẻ hóa cực kỳ luôn. Và bây giờ thì em sẽ đập hộp cho các chị em xem nhé. Đầu tiên là một cái tem, em đã bỏ cái tem đi rồi. Và tiếp theo, khi mà mở hộp ra sẽ là một phiếu bảo hành trị giá 50 triệu đồng. Nếu như phát hiện hoặc là kiểm nghiệm được bất kỳ các cái chất cấm nào ở trong sản phẩm này thì sẽ được bồi thường ngay 50 triệu đồng. Đó, khi mà dùng sản phẩm mà có cái phiếu bảo hành như này thì cực kỳ là yên tâm, đúng không chị em? Nếu như mà có chất bảo hành mình được bồi thường thêm 50 triệu, mà an tâm mà sử dụng. Khi mà sử dụng cho cái vùng cô bé, vùng nhạy cảm của chúng ta thì phải sử dụng một sản phẩm cực kỳ an toàn. Đó, tiếp theo đây chính là cái gói ngón tay bằng cao su được tặng kèm. Đấy, để cho các chị em sẽ đặt được, nó được sẽ vệ sinh hơn nhé. Tiếp theo nữa, đây chính là 8 cái bảo bối của chúng ta. Đấy là 8 viên đặt trong vòng 8 ngày. Trong vòng 3 ngày đầu tiên, các chị em sẽ đặt mỗi ngày một viên liên tiếp cho em. Thì sau 3 ngày, các chị em đã cảm thấy cái độ khít khao nó cực kỳ tuyệt vời rồi. Nó phải nói là nó khít như là cái thời mà các chị em mà mới lấy chồng luôn. Và tiếp theo nữa, đó là bây giờ em sẽ mở cái gói này ra cho các chị em nhé. Trong một cái gói này, nó bao gồm rất là nhiều những cái thành phần thảo dược rất là tốt để dưỡng này, rồi là để cho phục hồi này, trẻ hóa vùng kín, làm hồng se khít luôn. Và nước nôi thì cực kỳ là tràn trề luôn nhé. Trong cái gói này thì gồm có là lá trầu không này, kim ngân hoa, sàng xà tử, khổ qua, tinh dầu tràm, tinh dầu trà xanh, hoàng liên chân gà, vitamin E, collagen thủy phân, rồi là hoa tinh dầu hoa anh thảo và la lô bạc luôn. Tiếp theo nữa là còn rất là nhiều những cái thành phần rất là tốt và dưỡng cô bé. Cái sản phẩm này với cái thành phần đặc biệt đó là collagen thủy phân và vitamin E thì giúp làm giảm nhăn cái vùng da mà bị sạm màu ở vùng âm đạo này, tăng sinh collagen này, giảm thâm này, trẻ hóa vùng kín này. Ngoài ra thì những cái thành phần khác như la lô bạc sẽ ngăn ngừa các loại vi khuẩn nấm này. Các cái thành phần như trà xanh thì sẽ giúp làm dưỡng, làm thơm, khử mùi và làm sạch này. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái thành phần và cái tác dụng rất là tuyệt vời đã được ghi rõ ở trên cái bao bì của sản phẩm nhé. Trong cái hộp này cũng có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng luôn. Và bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì em sẽ bóc ngay cho cả nhà một cái gói này để cho cả nhà sẽ biết là cái gói này ở trong nó sẽ như thế nào nhé. Ở trong một cái gói này là sẽ có một cái viên đặt. Đó, ở trong gói này sẽ có một viên đặt. Và viên đặt này là viên đặt màu hồng. Các chị em đặt cái viên đặt này thì không cần là phải đút ra hoặc là moi ra, mà cái viên đặt này nó là viên đặt tan các chị em nhé. Nếu như các chị em muốn nhanh, muốn sau khi mà sử dụng viên đặt sẽ có thể là lâm trận với chồng mình luôn ý, thì các chị em sẽ ngâm với nước ấm nóng trong vòng một tầm độ 30 giây thôi. Đấy, tầm độ 30 giây thôi, sau đó là các chị em sẽ đặt vào vùng kín của các chị em thì sau tầm 1 tiếng là sẽ lâm trận được luôn. Còn nếu các chị em để viên đặt khô này vào trong âm đạo luôn ấy thì các chị em sẽ chờ cho mình 2 tiếng là sẽ thấy luôn cái hiệu quả, đó là khít khình khịt luôn, thơm này, rồi là nước nôi thì trôi giường luôn các chị em nhá. Đó, một cái hộp này gồm có 8 viên đặt. Đấy, một hộp này gồm có 8 viên đặt. Trong vòng 3 ngày đầu tiên, các chị em hãy đặt cho mình là mỗi ngày một viên vào buổi tối và trước khi mà đi ngủ tầm 2 tiếng. Đó. Sau đó thì các chị em 3 ngày đặt một lần, 3 ngày đặt một lần, 3 ngày đặt một lần. Với các chị em mà tiền mãn kinh rồi hoặc là vùng kín đã nhăn nheo chảy xệ thì đặt rất là tốt. Với các chị em mà đang bị khô hạn, rồi là đang bị nấm ngứa này, hoặc là đang gặp những vấn đề như là mình cảm thấy mất cái cảm giác ham muốn hoặc là không muốn những cái vấn đề vợ chồng nữa, thì đây chính là cứu tinh cho tất cả các chị em nhé. Đó, một cái viên đặt này nhưng mà là bảo bối cứu tinh, giữ nửa hạnh phúc gia đình cho các chị em luôn. Và một hộp viên đặt này gồm có 8 viên đang được chương trình ưu đãi cực kỳ sốc, đó là 1.100.000 đồng. Ngày hôm nay trong cái video của em thì giảm chỉ còn là 550.000 đồng thôi, và đang có chương trình tặng kèm quà nữa nhá chị em nhá.